Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, sư ngôn viên Lâm Hùng và Tuyết Nhà xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như thường lệ trước khi vào phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ điểm những phần tin chính như sau. Boeing phóng tàu vũ trụ của phi hành gia Starliner. Tổng thống Joe Biden đến Pháp tham dự kỷ niệm D-Day và thăm cấp nhà nước. Ông Hunter Biden đến tòa vào ngày xét xử thứ ba. Thủ tướng xứ Wales khóc trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm. Nước thải thô đe dọa các loài sinh vật biển tại nước Anh. Và sau đây là phần tin chi tiết với sứ ngôn viên Tuyết Nha. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin đầu tiên liên quan tới Boeing đã phóng tàu vũ trụ có phi hành gia Starliner. Starliner là tàu vũ trụ chở phi hành gia mới của Boeing đã được phóng từ Florida vào ngày 5 tháng 6 trong một chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vốn đã bị trì hoãn từ rất lâu. Đây cũng được xem là cột mốc trong tham vọng của Boeing muốn đẩy mạnh cạnh tranh với hãng không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Tàu CTS-100 Starliner với hai phi hành gia trên tàu cất cánh từ trạm phóng Space Force Station tại Canaveral ở Florida được đặt trên hỏa tiễn Atlas V do United Launch Alliance, liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin chế tạo và điều khiển. Tàu vũ trụ hình giọt nước cùng với phi hành đoàn hướng tới cuộc hội ngộ tới trạm vũ trụ quốc tế ISS 2 năm sau khi Starliner trì hoãn chuyến đi thử nghiệm đến ISS mà không có phi hành gia. Điều khiển đưa tàu vũ trụ neo vào trạm với sự có mặt của phi hành đoàn đặt ra thử thách khác cho Starliner. Một tuần sau đó là thử thách quay trở lại trái đất. Boeing dự định sẽ để cho Starliner cạnh tranh với tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX, mà kể từ năm 2020 đã là phương tiện duy nhất của NASA đưa phi hành gia từ Hoa Kỳ lên trạm không gian thế giới. Atlas V, tầng trên của hỏa tiễn dự trù sẽ tách ra khỏi phần dưới của hỏa tiễn khoảng 4 phút sau khi bay, đưa Starliner đi xa hơn vào không gian, nơi đó nó sẽ tách ra khỏi tầng trên khoảng 15 phút sau. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin từ Pháp Quốc. Tổng thống Joe Biden đến Pháp tham dự kỷ niệm D-Day và thăm cấp nhà nước. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Pháp vào hôm 5 tháng 6 để dự lễ kỷ niệm 80 năm D-Day trong chuyến công du nhằm nhấn mạnh cam kết của ông với các đồng minh ở châu Âu và làm tương phản tầm nhìn của ông về dân chủ với quan điểm của đối thủ Cộng hòa ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào năm 2024. Ông Biden sẽ dành 5 ngày ở Pháp và tham dự lễ kỷ niệm D-Day ở Normandy, nơi mà quân Mỹ và quân đồng minh đổ bộ lên các bãi biển của Pháp trong chiến dịch đánh bại Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến. Cũng như sẽ có một bài diễn văn rất được chú ý và có chuyến thăm cấp nhà nước chính thức theo lời mời của Tổng thống ông Emmanuel Macron. Trong thời gian ở Normandy, ông Biden sẽ có một cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về nỗ lực đẩy lùi quân xâm lược Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan đã nói với các phóng viên trên chuyến bay của Tổng thống tới Paris. Phát biểu của ông Biden ở Normandy cả tại lễ kỷ niệm chính thức hôm 6 tháng 6 và tại vách đá Pont du Orge nổi tiếng hôm 7 tháng 6 sẽ tập trung vào mối nguy của chủ nghĩa biệt lập và sự cần thiết phải đứng lên chống lại các nhà độc tài, ông Sullivan đã nói. Hunter Biden đến tòa trong ngày xét xử thứ ba. Con trai Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden là Hunter Biden tới tòa án Wilmington, Delaware vào ngày thứ Tư, trong ngày thứ ba của phiên tòa xét xử vụ án súng đang diễn ra. Vợ cũ của Hunter Biden làm chứng về việc sử dụng ma túy của anh ta, điều mà công tố viên cho rằng anh ta nói dối về việc mua súng trái phép. Công tố viên nói với bồi thẩm đoàn nghe phiên tòa xét xử con Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử, rằng bằng chứng cho thấy Hunter Biden cố tình nói dối về việc sử dụng ma túy trong những thủ tục sàng lọc khi anh ta đi mua khẩu súng lục ổ quay vào tháng 10, 2018. Trong khi luật sư bào chữa của anh ta phản bác Hunter Biden không sử dụng ma túy vào thời điểm lúc đó.
thời gian và không có ý định lừa dối. Hunter Biden, 54 tuổi, không nhận tội với ba cáo buộc trọng tội rằng ông không tiết lộ việc sử dụng ma túy bất hợp pháp khi mua súng, sở hữu trái phép vũ khí này trong 11 ngày. Phiên tòa diễn ra sau một phiên tòa lịch sử đầu tiên khác kết án hình sự tuần trước đối với cựu Tổng thống Donald Trump, một người Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị kết trọng tội. Ông Trump là đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa đối đầu với ông Joe Biden, thành viên đảng Dân Chủ, trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Kính mời quý vị phải sang phần tin. Thủ tướng xứ Wales khóc trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm. Thủ tướng xứ Wales Ragan Gedding dường như trở nên xúc động trong cuộc tranh luận trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông vào ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 6. Gedding lau nước mắt bằng khăn giấy và được an ủi bởi các thành viên của Senate, những người ngồi cạnh của ông, trong khi nghe nghị sĩ đảng lao động Vicky Harris phát biểu ủng hộ chính phủ lao động xứ Wales. Là một chính trị gia của đảng lao động xứ Wales, Gedding dự kiến sẽ không từ chức nếu ông thua cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư, điều mà đảng bảo thủ đối thủ đã kêu gọi. Đảng bảo thủ cho rằng Gedding đã thể hiện khả năng phán đoán kém khi nhận khoản quyên góp 200.000 bảng Anh cho chiến dịch lãnh đạo đảng của Gedding từ một công ty thuộc sở hữu của một cá nhân bị kết án về tội môi trường, tội phạm môi trường. Gedding, 50 tuổi, sinh ra ở Zambia, đã trở thành nhà lãnh đạo quốc gia da đen đầu tiên ở châu Âu khi ông nhậm chức vào tháng 3, nhưng đã bị suy yếu vào tháng trước khi đảng Plaid Cymru theo chủ nghĩa dân tộc rút lại sự ủng hộ đối với chính phủ của ông về vấn đề quyên góp cho chiến dịch tranh cử và các vấn đề khác. Thưa quý vị, nước thải thô đe dọa các loài sinh vật biển tại nước Anh. Cocaine và thuốc lắc là một số loại ma túy đã được tìm thấy trong sinh vật biển ở vùng nước ven biển của nước Anh. Đây là nhận định của những nhà khoa học tại Đại học Portsmouth và Đại học Brunel, London. Họ cho biết, chúng tôi tìm thấy cocaine trong các sinh vật biển. Chúng tôi thậm chí tìm thấy MDMA, methamphetamine và những chất này có trong các loài cua, hàu, trong biển, dung sống trong trầm tích. Nghiên cứu đang diễn ra có sự tham gia của những nhà khoa học tình nguyện, những người bơi lội, thủy thủ và những người lướt ván buồm, những người trở nên lo lắng về tình trạng nước và số lượng bệnh tật được báo cáo ngày càng tăng ở khu vực. Họ thu thập hàng trăm mẫu từ cảng Chichester và Landstone cho thấy hàm lượng hóa chất có khả năng gây hại rất cao. Giáo sư Alex Ford là nhà sinh vật biển của Đại học Portsmouth cho biết, một số tình trạng ô nhiễm mà chúng ta gặp phải ở đây là vì nước mưa tràn và nước thải. Chúng ta có những bãi chôn lấp lịch sử được đặt khắp nơi ở xung quanh đây. Nó có thể rò rỉ ra những hóa chất mà chúng ta đã cấm từ nhiều thập niên trước. Chúng tôi cũng có rất nhiều đầu vào từ nông nghiệp và nước chảy trên các con đường. Năm 2021, Southern Water, công ty chịu trách nhiệm xử lý nước và nước thải trong khu vực, đã bị phạt kỷ lục 90 triệu bảng Anh sau khi nhận tội đã hàng ngàn lần xả nước thải trái phép, làm ô nhiễm các con sông lẫn vùng nước ven biển ở miền Nam nước Anh. Đến đây, chúng tôi kính mời quý vị vẫn giữ băng tần của đài ABC TV để tiếp tục theo dõi những phần tin vừa mới nhận được ở phần 2. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.